Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, và hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục để làm một hoàn thành cái bộ mạch khuếch đại âm thanh 2 file 2.0. Có cái công suất là tổng của nó là 60 cộng 60 là 120W. Một trong những bộ sản phẩm có chất lượng cao dành chuyên cho tất cả những anh em chuyên nghe nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu.